Hello, chào tất cả anh em quay trở lại kênh YouTube của Tường. Thời gian vừa rồi thì rất là nhiều anh em có hỏi Tường về kéo, nhất là những cái dòng kéo cao cấp. Về tông đơ thì Tường cũng đã chia sẻ đến anh em rất là nhiều, nhưng còn về kéo thì hôm nay thì Tường sẽ review cho anh em về kéo hãng cao cấp, tức là kéo Vico. Vico là một cái tên hãng rất quen thuộc đối với tất cả anh em làm nghề tóc rồi. Đấy thì bây giờ thì Tường sẽ review luôn về kéo của bên Vico cho anh em xem. Mình sẽ chia sẻ cho anh em từ kéo rẻ trước. Từ kéo rẻ trước nha. Từ dòng kéo giá ok nhất đối với anh em tóc nam này. Đối với anh em tóc nam đây. Trên tay mình là một cây kéo. Mã là FX5502. Cây này thì giá của nó là 650.000. Thép là thép của Nhật nha các bạn. Sáng bóng. Kéo Vico mình sử dụng qua thì mình thấy nó rất là bén, nhất là cái đầu mũi kéo này, chúng ta tỉa rất là thích, rất là bén. Đấy là cái điều mà mình thích ở bên của Vico. Tiếp theo Tường sẽ chia sẻ cho anh em cây 850.000 đi. 850.000. Để Tường xem cái cây mà Tường hay sử dụng đâu nhỉ. Tường sẽ tìm cho anh em cây mà Tường hay sử dụng. À đây, SB360 đây. Đây. Cây này là SB360 850. Cây này size của nó là 6 inch. Đó. Rất là nhẹ. Cực nhẹ. Thép Nhật sang bóng. Anh em là dùng kéo Vico thì biết rồi, thì Tường cũng không cần phải trình bày nhiều. Rất là nhiều anh em hỏi Tường nên là ngày hôm nay Tường review kéo của bên Vico cho các bạn xem. Ở đây thì có rất là nhiều mã kéo. Đấy là hai cái dòng mà Tường vừa chia sẻ cho anh em, là một cây 650 và một cây 850 kéo cắt. Đó. Kéo thì chả có gì phải trình bày nhiều. Một là chất thép gì. Đó, vậy thôi. Chất thép gì và size như thế nào. Còn kiểu dáng thì đây là kiểu dáng thẳng, rất là tinh tế, đơn giản. Đó. Tiếp tục Tường sẽ review cho anh em thêm một cái dòng cao cấp nhất bên đây. Đây là một cây của bên Vico Made in Japan. Cây này là thép VG10. Hiện tại cây này đang có giá là 15 triệu. Đó. Cây này thì đầu tiên mình cầm vào là cảm thấy nó nhẹ. Còn cắt thì Tường chưa cắt, chưa biết là nó bén đến mức độ nào. Có thể là nó hơi quyệt qua phát, có khi là mất một mảng. Đó. Cây này thì cực nhẹ. VG10, thép VG10 cực cao cấp luôn. Cây này hiện tại đang có giá là 15 triệu. Đó, nên còn để mà review hết kéo ở trong đây thì nói thực với các bạn là cũng hơi khó, rất là nhiều, trong đây thì rất là nhiều. Đó. Cây này thì là 7 triệu rưỡi. Cũng rất là nhẹ. Cây này hiện tại đang có giá là 7 triệu rưỡi. Đó. Dragon. Size 5.5. Rất nhẹ luôn. Cực nhẹ. Cực nhẹ luôn. Đó. Còn dòng bên này Tường sẽ chia sẻ cho anh em về kéo tỉa đi. Kéo tỉa thì nó có kéo tỉa cong, răng cong. Có kéo răng cong. Đây là kéo răng cong này. Cây này thì 850. Cây kéo tỉa này là 850. Đó, còn đây là răng thẳng. Cây này là răng thẳng nha các bạn. Đó, cây này là răng thẳng. Cây này hiện tại thì cũng có giá là, để Tường xem, răng thẳng
Răng tầng hiện tại ở đây có cây răng thẳng là 1,8 triệu. Đó, 1,8 triệu thì tôi xem mã. Cây này thì chắc rẻ hơn này. Nó có nhiều giá lắm các bạn. Nó có nhiều giá lắm, từ 850 trở lên. Đó, đây là cây kéo răng thẳng. Nó đứt thì khoảng độ 2 năm đến 30% tóc. Đó. Rất là nhiều mẫu mã. Tức là khi chúng ta sử dụng những cái dòng kéo mà thép Nhật ấy, là những cái dòng kéo chất lượng rất là tốt và cao cấp, thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ cần mua về trải nghiệm thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nó không như những cái dòng mà chất thép thường. Đó, đây là thép Nhật, dòng chất thép cao cấp. Những cái dòng thấp thì nó sử dụng chất thép 440C, còn cao hơn là VG10, cao hơn nữa là SG, rất là nhiều dòng chất thép. Rồi anh em nhé. Đó. Tất cả anh em nào mà cần thông tin về kéo của hãng Vico thì anh em liên hệ trực tiếp với Tường. Tường sẽ dành ưu đãi cho anh em. Và tông đơ của hãng Vico, tông đơ của hãng Nguyên cũng là của cùng công ty Vico luôn. Nếu như anh em nào cần tông đơ hãng Mỹ đấy và kéo Vico. Kéo Vico thì được sản xuất tại nhà xưởng tại Hưng Yên. Đó. Anh em nào cần thì cứ inbox cho Tường. Tường sẽ để mọi thông tin liên hệ ở phần mô tả. Phần mô tả nha các bạn. Ở phần mô tả. Đó, hoặc ở phần bình luận. Tường sẽ ghim lên đầu anh em nhé. Thì vừa rồi Tường vừa review kéo cho anh em. Đó. Ở những clip sau thì Tường sẽ cố gắng. Có mẫu thì Tường sẽ dùng kéo Vico cắt cho anh em xem. Anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo.